Trên hình ảnh nhỏ của các bác đây là một em vai bò nhập Đức. Các bác có thể thấy một thiết kế cực kỳ đặc biệt đúng không ạ? Sở hữu một mặt số nền xanh, số nổi vàng Na Mã các bác nha. Thiết kế vân nu bóng mịn, không khác gì một thiết kế lớp vân nu của một chiếc đàn piano, sẽ tạo nên cho các bác một bộ âm thanh của bản Westminster với những âm thanh cực kỳ là trầm âm các bác nha. Và đây cũng là một thiết kế cực kỳ đặc biệt mà em muốn giới thiệu đến các bác. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu là một chiếc tay đen cót này, một chiếc tay cót zin, thì người ta sẽ khắc triện một số thông tin liên quan đến hãng hoặc là thương hiệu sản xuất. Rất đặc biệt phải không các bác? Các bác đã từng gặp một chiếc tay đen cót nào mà người ta đã triện rất là đầy đủ thông tin ở bên trên này chưa? Cực kỳ tuyệt vời đúng không các bác? Rồi tiếp theo là các thiết kế bằng đồng các bác nha. Các đường viền đồng chạy dọc hai bên làm điểm nhấn nổi bật lên cho cái phần mặt số nền xanh các bác nhá. Viền hoa văn này, niềng hoa văn, niềng đồng các bác nhá, niềng đồng hoa văn này. Rồi em sẽ đi vào phần bên trong để các bác nhìn rõ hơn này. Số nổi Na Mã vàng này, kim vàng này, đặc biệt là logo này, logo được làm nổi. Và em không nhầm thì logo này nó sẽ tương xứng với cái hình ảnh của trên chiếc tay con các bác nha. Các bác so sánh hai hình ảnh này, Na một luôn các bác nha. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Một thương hiệu nổi tiếng của người Đức. Thiết kế ba lỗ ở cót sẽ cho các bác bản nhạc Westminster 15 phút điểm một lần. Âm thanh chắc chắn với các bác là cực kỳ tuyệt vời. Đặc biệt là thiết kế kiểu dáng đàn violon đông. Ở bên hai chân nhé, nó còn được tô điểm thêm cả họa tiết bằng đồng các bác nhìn này. Những điểm nhấn cực kỳ là đặc biệt, góp phần làm nổi bật lên cho một chiếc vai bò cao cấp. Đặc biệt là vân nua đàn violon đây, các bác nhìn này, bóng mịn gần như là chưa có vết xước các bác nhé. Những chiếc này các bác mà để trang trí trên bàn làm việc hoặc là trên một chiếc đàn piano của nhà bác thì tuyệt vời, hết chỗ chê luôn. Em sẽ mở đằng sau. Đấy, tất nhiên rồi, phiếu bảo hành của đồng hồ vang vọng không thể thiếu rồi. Còn cả số seri các bác nha. Đấy, rất là đầy đủ, chiếc này là cực kia đầy đủ luôn. Đây, các bác nhìn chưa? Ban đêm, chiếc này chạy va lăng các bác nghe, tất nhiên rồi, đây. Tiếng va lăng cực kỳ là đều và chạy rất là mạnh mẽ các bác nha. Bộ gông đồng, các đầu vồ còn gần như là nguyên vẹn các bác nhìn này. Rồi, em cũng thử luôn tiếng chuông để các bác không phải đợi lâu. Vừa rồi các bác cũng được thưởng thức âm thanh của chiếc vai bò rồi đúng không ạ? Âm thanh tuyệt vời đúng không ạ? Rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó đầy truyền cảm hứng. Đặc biệt là bảng Westminster là một bảng nổi tiếng nữa. Rất là nhiều bác thích nha. Em sẽ soi đằng trước một lần nữa để các bác ngắm kỹ hơn về chiếc vai bò mặt xanh số nổi Na Mã đặc biệt này. Quá đẹp phải không các bác? 2 giờ điểm 2 tiếng. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ vang vọng.